Đây là cây du gia vỏ đỏ, ruột trắng, 30 năm tuổi của ông Trần Văn Cầm ở thôn 6 xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Cây không chỉ xòe tán rợp bóng một góc vườn mà còn nổi bật bởi những chùm quả mọc chi chít ở thân và khắp các cành lớn nhỏ. Quả du gia lúc chưa chín có màu xanh đậm, sau sẽ ngả dần sang màu đỏ hoặc vàng. Mỗi chùm có từ vài chục quả, thả treo lúc liều tạo thành một bức tranh màu sắc tuyệt đẹp. Khác với những cây du da của những hộ dân khác, những cây du da trồng trong vườn của ông Trần Văn Cầm có mật độ quả dày đặc, hầu như mỗi cành đều có hàng trăm chùm quả. Chính nét đặc biệt này mà vườn du da của ông Cầm luôn được giới cây cảnh tới tìm mua. Cây đẹp nhất được trả giá tới 12 triệu đồng cây này là 12 triệu là thằng đấy nó trả mà túi bạn vì một năm là nếu mà bạn đi mà 12 triệu một lần là mất cho nên túi bàn một năm 3 triệu là được. Ừ chứ không cũng cần bàn 12 triệu. Vừa qua túi ban được 3 cây là 21 triệu. Năm 1980 khi lên thôn 6 xã Hà Linh xây dựng trang trại, ông Trần Văn Cầm bắt đầu đưa những cây du sa từ rừng về trồng. Hiện trong vườn ông có tổng 15 cây du da với 3 loại là du da ruột trắng, du da ruột đỏ và du da ruột tím. Ông cho biết những năm đầu trồng theo phương pháp tự nhiên, cây du da phát triển chậm và mọc quả thưa. Dần dần bằng kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc phù hợp, những cây du da của ông sinh trưởng nhanh chóng, đơm hoa kết trái sung xuê, trở thành vườn cây du da đặc biệt nhất của xã Hà Linh toàn huyện Hương Khê nói chung và xã Hà Linh nói riêng á, nhiều gia đình trồng cây du nhưng mà góc độ là trồng một vài cây để ăn thôi. Còn riêng vườn uh, du của ông Cầm á thì trong những từ những năm 1980 mà trong có mang tính là tập trung và có cái tính là mang tính là để hàng hóa. Thì mô hình này vừa có kinh tế vừa là một cái mô hình mà có thể tạo ra cái cảnh quan môi trường tốt rồi đồng thời là cho thu nhập kinh tế cũng ổn định. Du sa là loại cây dễ trồng, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, thời tiết của Hương Khê. Tuy nhiên, để cây du gia phát triển xanh tốt, quả sai trĩu cành như của ông Trần Văn Cầm là rất hiếm ở xã Hà Linh. Không những nhiều quả, cây du gia trong vườn của ông còn được đánh giá là cho ra những loại quả có vị ngọt thơm hơn hẳn những cây thông thường. Vào thời điểm mùa xuân, cây sẽ ra hoa và đến tháng 5, tháng 6 bắt đầu cho thu hoạch. Trung bình mỗi cây du gia cho khoảng 2 tạ quả, mỗi kg thu mua tại vườn có giá 15.000 đồng. Lúc nào cũng thế chứ buổi sáng nó có nặng 4 năm người, họ mua về họ bạn hết rồi bắt đầu họ mới mới đi lấy được hái được ba. Đi tự nhiên thì quả nhỏ rồi chua, nhất là phần chuồng, rồi uh, cà ly. Rồi là như vậy vui thì nó có khả năng là nướng thêm chất ngọt. Mùa thu hoạch cây du da kéo dài khoảng 2 tuần trong thời điểm này vườn du gia của ông trần văn cầm luôn tấp nập thương lái đến thu mua không những vậy vẻ đẹp đặc biệt hiếm có của vườn du gia còn là địa điểm thú vị để nhiều du khách đến chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức loại quả đặc sản ngọt thanh ngay tại vườn